Bên tay trái của Giang đây là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, khu Tây Sài Gòn, anh chị khách hàng nhé. Thì hiện tại trên cái trục Nguyễn Văn Linh này nè, anh chị là đã có những cái trường đại học đã xuất hiện rồi. Đó là Đại học Kinh tế, Đại học Văn Hiến và Cao đẳng Xây dựng. Và hiện nay đang triển khai xây dựng một cái trường Kinh tế và Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, khu Tây Sài Gòn. Thì Giang muốn chia sẻ một cái video này để thấy được cái tiềm lực của trục Nguyễn Văn Linh cực kỳ là phát triển, anh chị khách hàng nhé. Về tương lai, với tổng diện tích lên tới 511 hecta, thì làng đại học khu Tây Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một cái nơi rất là sôm tụ về tương lai, và nó sẽ là một cái tiền đề để thúc đẩy kinh tế trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Bên cạnh đó có trường đại học Promix nè, rồi những trung tâm thương mại lớn như SC Vivo, rồi Crescent Mall. Chưa hết, chúng ta có thể di chuyển vào Lotte Mart cũng rất là thuận tiện luôn. Rồi, những anh chị nào muốn sở hữu ngay một cái căn hộ tại trục Nguyễn Văn Linh, căn hộ hiện hữu hoặc là những cái dự án trên trục Nguyễn Văn Linh, thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ tư vấn cho anh chị những cái sản phẩm cực kỳ là tốt trên cái trục đường Nguyễn Văn Linh này luôn. Hãy mua ngay thời điểm hôm nay, đừng có để đến khi mà cái trục này nó hiện hữu tất cả những cái trường đại học, lúc đó anh chị đầu tư đã quá muộn rồi. Thời điểm đó anh chị chỉ có mua ở thôi chứ không mua đầu tư được nữa. Hãy đầu tư khi mà trên đà tăng trưởng, chứ đừng có để tăng trưởng 100% rồi mới đầu tư. Rồi, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885 để Giang tư vấn cho anh chị khách hàng. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại những cái dự án trên trục đường Nguyễn Văn Linh, anh chị khách hàng nhé. Xin chào anh chị khách hàng.